Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ, những thiệt hại khó khăn của người dân cũng như công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bão và mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc. Thưa quý vị, nhằm chia sẻ những đau thương mất mát với bà con nhân dân thôn Làng Nủ, tỉnh Lào Cai, sau trận lũ quét lịch sử làm 95 người chết và mất tích, nhiều gia đình mất nhà cửa, ruộng vườn và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra làm việc về công tác khắc phục hậu quả của trận lũ. Quỹ Tấm Lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam đã đề nghị và được sự chấp thuận trên nguyên tắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phối hợp cùng tỉnh Lào Cai tham gia tái thiết, xây dựng nhà ở cho tất cả 37 hộ dân thôn Làng Nủ tại khu quy hoạch mới cùng một số công trình phụ trợ như nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình cung cấp nước sạch giúp các hộ dân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Mọi công việc sẽ được tiến hành khẩn trương nhất để phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quỹ Tấm Lòng Việt cũng xin được kết nghĩa và bảo trợ lâu dài cho người dân thôn Làng Nủ. Theo báo cáo của các địa phương, đến tối nay số người thiệt mạng và mất tích do cơn bão số 3 và mưa lũ những ngày qua đã lên tới 336 người. Trong đó có 233 người thiệt mạng, 103 người vẫn đang mất tích. Thiệt hại nặng nhất vẫn là tỉnh Lào Cai với 179 người thiệt mạng và mất tích, tập trung nhiều nhất là ở huyện Bảo Yên do sạt lở đất. Ở Cao Bằng có 52 người thiệt mạng và mất tích, Yên Bái 50 người, Quảng Ninh 15 người, Phú Thọ 11 người. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn những người bị mất tích vẫn đang được các địa phương tích cực triển khai. Bây giờ đã là gần nửa đêm và công tác cứu hộ các nạn nhân vụ sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, tỉnh Lào Cai đã tạm dừng lại. Các đơn vị chuẩn bị phương án để tiếp tục tiến hành các hoạt động tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất vào ngày mai ra sao? Phóng viên Nguyễn Sơn có mặt tại hiện trường tiếp tục thông tin tới quý vị. Xin được kết nối anh Nguyễn Sơn ạ. Vâng, xin chào quý vị ạ. Vào các buổi tối thì ở hiện trường các nhóm của các lực lượng tìm kiếm thì đều được yêu cầu là di rời ra khỏi khu vực đó bởi vì là nó vẫn có những cái dấu hiệu có thể dẫn đến sạt lở và gây nguy hiểm cho các lực lượng tìm kiếm. Vào sáng mai vào lúc 6 giờ sáng thì lực lượng tìm kiếm cứu nạn thì sẽ tiếp tục triển khai tại hiện trường. Cái phương án triển khai thì cơ bản vẫn giống như hai hôm trước, đó là tìm kiếm bằng sức người là chính, kết hợp với máy móc tại một số cái vị trí có thể tiếp cận được và tăng cường sử dụng các cái lực lượng chó nghiệp vụ để phát hiện ra những cái người mất tích ở tại hiện trường. Có một điểm thuận lợi là ngày hôm nay thì cả ngày hôm nay thời tiết đều chỉ có nắng nhẹ, không có mưa nên là việc tìm kiếm cũng được đẩy nhanh. Vâng, xin được trở lại trường quay ạ. Vâng, xin được cảm ơn anh Nguyễn Sơn với những thông tin cập nhật mới nhất. Thưa quý vị, cùng với Bảo Yên và Bát Sát thì Bắc Hà là một trong ba huyện của tỉnh Lào Cai chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trong những ngày qua, hàng chục vụ sạt lở lớn nhỏ đã xảy ra vùi lấp nhiều căn nhà, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Phóng viên chúng tôi đang có mặt ở tỉnh Lào Cai sẽ cập nhật tình hình thiên tai, sạt lở đất tại địa phương này. Xin chào trường quay. Chúng tôi đang trên đường tiếp cận hiện trường hai vụ sạt lở ở huyện Bắc Hà, một trong ba huyện thiệt hại về người nhiều nhất của tỉnh Lào Cai. Trên địa bàn tỉnh thì tổng số người thương vong là 255 người, trong đó có 98 người chết, 81 người mất tích, 76 người bị thương. Nguyên nhân phần nhiều do sạt lở đất, phần còn lại do lũ cuốn. Công tác khắc phục sự cố thiên tai, tìm kiếm người mất tích đang được tỉnh Lào Cai tích cực triển khai. Khó khăn nhất lúc này vẫn là đường giao thông bị chia cắt, các phương tiện cơ giới không thể tiếp cận hiện trường các vụ sạt lở. Hệ thống viễn thông ở nhiều nơi vẫn chưa được khôi phục, khiến cho thông tin liên lạc không thể thực hiện được. Để kết nối với trường quay thì chúng tôi đã phải trở ra đến gần 10 cây số. Một tin tích cực đó là hôm nay, chính quyền đã tìm thấy 115 nhân khẩu của 17 hộ dân thôn Co Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà di chuyển lên núi cao sau khi thấy dấu hiệu có thể sạt lở. Tất cả đều trong sức khỏe tốt. Xin trở lại trường quay. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thế Hùng từ Lào Cai. Thưa quý vị, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành lệnh di dân vùng phân lũ, xả lũ trên địa bàn hai huyện Gia Viễn và Nho Quan. Rất may trong tối nay, nước lũ trên sông Hoàng Long đoạn qua Ninh Bình vẫn có xu hướng lên chậm, nên tỉnh chưa phải thực hiện phương án xả lũ qua tràn Lạc Khoái. Nếu phương án xả tràn được thực hiện, có thể ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hộ dân
của 18 xã, ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hoa ngay trong đêm nay tại huyện Gia Viễn. Tôi đang có mặt trên tuyến đê hữu sông Hoàng Long, đoạn qua xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn của tỉnh Ninh Bình. Lúc này đây, nếu mà quý vị có thể quan sát bằng mắt thường thì có thể thấy là mực nước sông Hoàng Long đã mấp mé so với mặt đê rồi. Và lúc này đây thì mực nước sông chỉ cách mặt đê khoảng là 50 phân mà thôi. Theo số liệu mà chúng tôi cập nhật được từ địa phương thì mực nước sông Hoàng Long đến thời điểm này là 4,95m, tức là trên báo động 3,95cm. Và dự báo là trong đêm nay mực nước sẽ còn tăng lên. Và trong trường hợp lũ trên sông Hoàng Long lên mức là 5,3m thì địa phương sẽ tiến hành xả lũ. Và đằng sau lưng tôi đây là tràn Lạc Khoái, nơi sẽ tiến hành xả lũ trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Và ngay lúc này đây, xung quanh khu vực này có rất nhiều người địa phương, là người dân địa phương đang có mặt để theo dõi tình hình mực nước lũ. Nước lên thì như chăn nuôi lợn gà, gà lợn thì chị cũng vừa phải bán chạy. Có mấy con bán chạy, còn ao cá thì cũng quây lưới chung quanh hết rồi, nhưng mà nếu mà phá đập tràn thì chị mất hết. Mọi người đều quan tâm, đều suốt ngày chỉ có ra nhìn nước, theo dõi nước xem nước lên thế nào. Trước phương án xả lũ thì địa phương cũng đã tính toán các khả năng có thể đảm bảo an toàn cho người dân ở vùng phân lũ. Tuy nhiên nếu xả lũ thì vùng ảnh hưởng sẽ là rất rộng lớn. Khi xả tràn này thì ảnh hưởng trực tiếp là của 12 xã, 4 xã của vùng huyện Gia Viễn và 8 xã của Nho Quan. Thì có khả năng là đêm nay là sẽ lên nước cao, lên cao nhất là đỉnh lũ thì chắc là chỉ đến mức 5,2. 5m2, chưa đến mức 5m3 mà phải xả tràn. Thì cũng rất là hy vọng là như thế để tránh ảnh hưởng đến cái an sinh của người dân. Việc di dời người dân trong vùng phân lũ đã được chính quyền của huyện Gia Viễn và huyện Nho Quan thực hiện ngay trong chiều nay để có thể chủ động trước các tình huống xấu có thể xảy ra. Người dân di dời tại chỗ, tức là ở tầng thấp sẽ di chuyển lên tầng cao, hoặc là những nhà thấp sẽ di chuyển lên các nhà phía cao hơn. Và đồng thời, địa phương sẽ có những phương án túc trực cũng như là lực lượng túc trực 24/24 giờ trong đêm nay để có thể đảm bảo an toàn cho người dân. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Quỳnh Hoa. Thưa quý vị, từ sáng nay, mực nước lũ sông Hồng qua Hà Nội đã xuống, nhưng tốc độ nước rút chậm do xuất hiện yếu tố triều cường. Vậy liệu tình hình triều cường những ngày tới diễn biến ra sao, tác động như thế nào đến tình hình các vùng ngập ngoài đê của thủ đô Hà Nội cũng như là các địa phương ở hạ lưu hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình? Chị Khánh Linh từ trường quay thời tiết sẽ thông tin chi tiết. Dạ vâng, thưa quý vị, hiện tại thủy triều tại khu vực Bắc Bộ đang ở mức cao. Theo như dự báo, trong những ngày tới sẽ còn tiếp tục tăng. Cụ thể vào ngày hôm nay, mực nước là 3m2, đến ngày mai ngày 13 tháng 9 sẽ là 3m4 và đạt đỉnh vào các ngày 14, 15 và 16 với mực nước là 3m6. Từ ngày 17 tháng 9 thì mực nước có xu hướng là giảm dần. Thủy triều lên cao sẽ dồn nước vào cửa sông làm tốc độ nước rút chậm. Như vậy, với diễn biến triều cường tại khu vực Bắc Bộ như tôi vừa phân tích thì khả năng phải sau ngày 16 tháng 9 thì khu vực hạ lưu sông Hồng bao gồm các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh và Bắc Giang lũ mới xuống được dễ dàng, tình trạng ngập lụt mới được cải thiện rõ rệt. Còn với mực nước qua sông Hồng ở thủ đô Hà Nội, khả năng đêm mai sẽ xuống dưới mức báo động 1. Như vậy thì tình trạng ngập lụt ở các vùng ngoài đê thủ đô Hà Nội sẽ duy trì 2 đến 3 ngày tới, sau đó sẽ cải thiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với trường quay thời sự. Vâng, xin được cảm ơn chị Khánh Linh. Thưa quý vị, tại Hà Nội hiện đang có 236 trường học bị ảnh hưởng do nước ngập. Các trường này nằm ở huyện ngoại thành, ven sông Hồng, sông Đáy. Nhiều trường đã tổ chức chỗ học và cả chỗ ở cho những học sinh có nhà bị ngập. Ghi nhận của phóng viên trong chiều nay tại một số điểm trường ở thủ đô Hà Nội. 200 học sinh của trường tiểu học Hợp Thanh B nằm trong vùng bị ngập lụt và ngày hôm nay các em đã được đưa tới trường không chỉ học tập mà sẽ còn ở lại luôn trường để đảm bảo an toàn. Những bàn học như thế này sẽ được mở ra và tối nay trở thành nơi ngủ của các em. Nhà trường đã chuẩn bị chăn, gối, nấu cơm miễn phí bữa trưa và bữa tối cho những em ở lại. Thầy cô sẽ phối hợp cùng phụ huynh chăm sóc các em. Dạ, tối nay chuẩn bị tinh thần là sẽ sẵn sàng ở đây để trông và các con. Tại trường học này, mực nước xung quanh đã cao gần 1 mét. Nhà trường chưa bị ngập, nhưng các giáo viên thu dọn sách vở, thiết bị học tập, chuyển lên cao cho an toàn. Hiện tại là có một số thôn và xóm là nước đã ngập lên tới đùi. Thì chúng tôi là có là kê cao sách vở
rồi là các cái đồ dùng có thể là luân chuyển lên tầng 3. Con đường và điểm trường tiểu học Vạn Thái đã ngập nửa người. Điểm trường này có hơn 400 học sinh. Nhà trường đã đưa các em về điểm trường chính, mượn thêm nhà văn hóa xã để lấy chỗ học. Mắc điện cũng như là hệ thống quạt, rồi máy bơm, rồi là đèn sáng, rồi là trang bị tất cả bàn ghế lắp bàn. Với cái tình hình lũ nước lên như thế này thì rất là lâu dài, ít nhất xác định là khoảng 2 tuần cho đến 1 tháng. Hiện 236 trường học của Hà Nội bị ảnh hưởng vì nước ngập. Sở Giáo dục và Đào tạo lên phương án học trực tiếp hoặc trực tuyến tùy vào điều kiện của mỗi trường. Những trường mà không đảm bảo về an toàn học cho các em thì có thể học tại nhà theo hình thức trực tuyến, tức là các thầy giáo cô giáo có thể giảng dạy theo hình thức online. Thế còn lại các trường mà đảm bảo về an toàn cho các em học sinh thì có thể dạy học trực tiếp. Lúc này, ngành giáo dục Hà Nội đang tích cực hỗ trợ cho các vùng khó, từ áo phao, sách vở, bút mực. Mưa lũ phức tạp làm gián đoạn chương trình học tập, nhưng các nhà trường được yêu cầu luôn phải đặt an toàn của học sinh, giáo viên lên hàng đầu. Lực lượng Hải quân ngày hôm nay đã huy động 200 cán bộ chiến sĩ cùng công ty công viên cây xanh của thành phố Hải Phòng thực hiện dọn dẹp hư hại về cảnh quan môi trường trên địa bàn thành phố sau bão. Ngoài huy động nhân lực, lực lượng Hải quân còn bố trí xe tải dùng để vận chuyển chất thải, cành cây sau khi cắt tỉa đến nơi tập kết. Trong ngày đầu tiên, lực lượng Hải quân và nhân viên cây xanh đã dọn dẹp được tổng chiều dài khoảng 9 cây số, dựng lại trồng được 124 cây trên 8 tuyến phố. Trong quá trình khắc phục hậu quả sau bão, ngoài bảo đảm an toàn về người, tài sản, các lực lượng cùng cố gắng khôi phục tối đa kết cấu hạ tầng các cây xanh lâu năm. Lúc này, các lực lượng vũ trang vẫn đang tích cực hỗ trợ người dân ở những vùng ngập, sơ tán và di dời phương tiện, tài sản đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả của mưa lũ. Ngày hôm nay, gần 200 lượt cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phối hợp với chính quyền huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội khẩn trương hỗ trợ sơ tán người, tài sản ra khỏi vùng ngập tại xã Nam Phương Tiến và xã Hoàng Văn Thụ, đồng thời huy động người và phương tiện giúp bà con trèo chống, gia cố nhà cửa. Các cán bộ chiến sĩ cũng đã cùng các thầy cô và người dân khắc phục hậu quả mưa bão tại trường liên cấp Tây Hà Nội. Những thiệt hại, khó khăn, vất vả do lũ gây ra là rất lớn. Song, giữa nơi vùng lũ là sự đoàn kết, là tình làng, nghĩa xóm. Ai cũng sẵn sàng đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau. Ghi nhận ở vùng đang bị cô lập do lũ ở thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên vẫn chìm trong nước lũ. Hiện tại vẫn còn khoảng 500 người ở vùng cô lập. Nhưng họ không đơn độc. Đồ ăn, thức uống và đồ thiết yếu được chuyển tới những nơi xuồng tiếp cận được, rồi lại được chính bà con vùng cô lập dùng thuyền nhỏ để chuyển tới từng nhà. Đây bà con dẫn tình cảm là đi hết đây, phân bà con bơi thuyền đi chia hết, không có nhà thiếu thốn nữa. Hiện tại thì ở thành phố Phổ Yên thì vẫn còn khoảng 500 người vẫn còn ở các vùng cô lập thế này. Hàng ngày thì những chuyến thuyền như thế này thì vẫn đang liên tục được điều đi để ứng cứu cũng như tiếp tế cho người dân. Có trực tiếp tham gia vào những chuyến thuyền như thế này thì chúng tôi mới cảm nhận hết được cái tình đoàn kết cũng như là cái tình làng nghĩa xóm ở đây. Lúc như thế này thì mọi người mới cần đến nhau, cần một phần sức lực của nhau. Chắc là nó cũng là một cái động lực gì đấy, bà con sẽ cảm thấy phấn chấn hơn ở những cái lúc khó khăn này. Từ nhiều ngày nay, đã có khoảng 1.300 trên tổng số khoảng 1.800 người ở phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên được di tản tới các nơi an toàn. Hơn 100 người dân, chủ yếu người già và trẻ nhỏ được di tản tới ngôi chùa này nhiều ngày nay. Mọi sinh hoạt được nhà chùa, các nhà hảo tâm và cả bà con hàng xóm chung quanh hỗ trợ. Chồng còn ở vùng lũ, một mình cùng 4 con di tản tới đây. Nhưng chị Hạnh an tâm vì xung quanh là bà con lối xóm. Khi mà nó hoàng nàng mình mà cảm nhận được cái tình người, nhìn thấy được cái tình nghĩa của con người Việt Nam của mình, nó gắn bó, nó đoàn kết. Lũ trên sông Cầu đang dần vơi, những khó khăn vất vả sẽ dần qua. Và khi cơn lũ qua đi, điều còn lại là tình làng, nghĩa xóm. Lũ trên sông Hồng qua trạm chính Hà Nội xuống dần. Thế còn đối với các sông khác ở ngoại thành Hà Nội thì lũ còn cao không? Chị Khánh Linh từ trường quay thời tiết sẽ thông tin chi tiết tới quý vị ngay sau đây. Dạ vâng ạ, đối với các sông ở ngoại thành là sông Cà Lồ, sông Tích và sông Bùi thì mực nước lũ vẫn cao. Dự báo đêm nay, ngày mai còn dao động trên mức báo động 3,
nguy cơ tiếp tục gây ra ngập lụt, sạt lở đất ở vùng ven sông, các bãi nổi, uy hiếp các tuyến đê thuộc các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa và Đông Anh, Sóc Sơn. Ngoài ra, thì nước trên dòng chính sông Hồng đang dồn về sông Hoàng Long tại Ninh Bình. Đêm nay, sáng sớm mai, lũ có khả năng đạt đỉnh ở mức 5m và vượt báo động 3 là 1m, gây ra ngập lụt sâu ở những vùng trũng thấp ven sông và ngoài đê của các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Yên Khánh và thành phố Ninh Bình. Không chỉ Ninh Bình, mà tại Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Bắc Ninh cũng vẫn còn ngập ở những vùng trũng thấp ven sông và ngoài đê do lũ cao. Dự báo đêm nay, sáng mai, lũ trên sông Thái Bình qua Hải Dương vẫn ở mức trên mức báo động 3. Sông Cầu qua Bắc Ninh, sông Thương, sông Lục Nam qua Bắc Giang cũng đều từ mức báo động 3 trở lên. Dự báo tình trạng ngập sẽ còn duy trì thêm 2 đến 3 ngày nữa. Bà con nên tuân thủ chỉ đạo của chính quyền địa phương, không nôn nóng trở về nhà để có thể đảm bảo an toàn. Còn trên vùng núi Bắc Bộ, lũ trên sông Thao, sông Lô đều xuống nhanh. Lũ rũ rút nhưng bà con vùng núi vẫn cần cảnh giác cao với nguy cơ sạt lở đất. Bởi mưa lớn trên diện rộng đã chấm dứt nhưng vẫn có thể xuất hiện các điểm mưa lớn cục bộ. Cộng với nền đất đá đã yếu rất nhiều nên cả khi trời không mưa cũng có thể xảy ra sạt lở. Trong đêm nay có 12 tỉnh là Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Nguyên và Bắc Giang có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá. Bây giờ xin được quay trở lại với trường quay thời sự.